Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, lửa bất ngờ bao trùm lên xưởng phế liệu ven quốc lộ 62 tại km 7 ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An. Theo những người dân chung quanh, do khu chứa phế liệu có nhiều giấy, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lớn rất nhanh, lan ra nhanh chóng và cháy luôn cả 3 ô tô tải đậu trong khu vực bãi chứa vật liệu. Lửa cũng lan cháy theo các đường dây điện, uy hiếp đến cây xăng gần bên xưởng vật liệu. Rất may, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận hiện trường, ngăn chặn kịp thời. Sau hơn 1 giờ, đám cháy được khống chế. Đối diện khu vực cháy ở phía bên kia quốc lộ 62 cũng có đám khói do người dân đốt đồng trùm lên mù mịt, khiến giao thông qua đây bị ùn ứ gần 2 giờ đồng hồ. Vụ cháy xảy ra vào thời điểm xưởng vật liệu đóng cửa nên không gây thiệt hại về người.